Mến chào tất cả các bạn, chào các em học sinh thân mến. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ vận dụng định luật Ohm để giải một cái bài tập cho mạch điện như hình vẽ. Mạch điện gồm có một nguồn và hai cái điện trở mắc nối tiếp. Nguồn điện có xuất điện động 2V, điện trở trong 0,1 ohm. Các điện trở mạch ngoài là R1 bằng 5,5 ohm, R2 bằng 4,4 ohm. Câu A, tính cường độ dòng điện qua mạch. Câu B, tín hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Câu C, tín hiệu xuất nguồn điện. Thư giãn tí nha, trước khi chúng ta qua cái phần bài giải. Rồi, đối với bài này, chúng ta có thể giải như sau. Để thuận lợi hơn trong quá trình giải, mình có thể tóm tắt sơ bộ lại. Đó là E thì bằng 2V, R nhỏ bằng 0,1 ohm, R1 thì bằng 5,5 ohm, R2 bằng 4,4 ohm. Câu A tìm I, câu B tìm UAB, tức là U ngoài đấy, hoặc là U hai đầu của nguồn điện cũng thế thôi. Câu C là tìm hiệu suất H của nguồn điện. Một cái nữa chúng ta nên quan sát cái mạch điện lại để cho dễ theo dõi trong quá trình giải. Về phần trình bày bài giải, chúng ta có thể trình bày như sau. Câu A, trước tiên mình nên đi tìm cái điện trở tương đương mạch ngoài. Như vậy là mạch ngoài của chúng ta là có hai cái điện trở R1, R2 mắc nối tiếp. Thành ra chúng ta áp dụng công thức đó là R ngoài bằng R1 cộng R2. Thế số vào là chúng ta tìm được đó là bằng 9,9 ohm. Đó là R ngoài. Tiếp theo có R ngoài rồi, chúng ta sẽ đi tính cường độ dòng điện mạch chính bằng cái công thức của định luật Ohm đối với toàn mạch. Đó là I sẽ bằng E chia cho R ngoài cộng R nhỏ. Thay số vào, dễ dàng chúng ta bấm máy ra thì nó được 0,2 ampere. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được câu A rồi nha. Các em xem lại cái phương pháp làm. Tiếp theo chúng ta sang câu B, đó là chúng ta sẽ đi tính hiệu điện thế hai đầu của nguồn. Và trong trường hợp này nó cũng chính là hiệu điện thế mạch ngoài. Ta áp dụng như sau. U thì bằng E trừ cho I nhân R nhỏ. Thế số vào chúng ta được là 1,98V. Câu C, tính hiệu suất của nguồn điện. Như vậy là ta có công thức hiệu suất H thì bằng U ngoài chia cho E bằng 1,98 chia cho 2. Chúng ta bấm máy nó ra là 0,99. Như vậy là hiệu suất thường đánh giá theo phần trăm, do đó là mình thấy nó bằng 99%. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải xong cái bài tập ngày hôm nay. Trước khi kết thúc video, chúc các em học tốt. Mời các em đón xem video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.